Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24h TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở màn hình dưới tài khoản của quý vị để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chương mục chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Kỳ lạ ngôi làng có tục thờ chó đá 400 tuổi ở Hà Nội. Khu vực di tích lịch sử văn hóa đình, chùa Địch Vĩ, làng Địch Vĩ, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội, tồn tại bức tượng chó đá tạc thô sơ, cao khoảng 1 mét xung quanh là 16 con chó nhỏ. Người dân nơi đây gọi bức tượng là Quan Hoàng Thạch. Việc thờ cúng hương khói cho chó đá đã trở thành phong tục không thể thiếu ở đây. Đặc biệt vào các dịp ngày trầm, mùng 1 và lễ Tết, người dân thường ra cầu khấn xin cho gia đình sức khỏe và bình an. Theo những bậc cao niên trong làng, tượng chó đá đã tồn tại hơn 400 năm, nhưng nguồn gốc tục thờ xuất phát từ đâu, chưa có tài liệu nào ghi chép rõ. Ông Phạm Văn Hùng sinh năm 1964, trưởng thôn địch vị cho biết, truyền thuyết tục thờ linh vật chó đá của làng có khá nhiều dị bản. Tuy nhiên từ nhỏ, ông hay được người lớn kể điện tích về anh em Ngọc Trì và Hoàng Thạch sống ở làng Hát Môn, Đan Vượng. Năm đó, người anh Ngọc Trì ra trận đánh giặc, nhờ em trai chăm sóc nhà cửa ruộng vườn và vợ của mình. Giặc ta Ngọc Trì trở về thấy vợ mang thai, anh sinh nghi, cho rằng vợ tư tình với em trai. Trong cơn tức giận, người anh vung kiếm làm hại em bỏ xuống sông. Sau đó, vợ Ngọc Trì ở nhà trở dạ sinh ra một con vật có hình thù kỳ dị. Lúc này nội oan khuất của Hoàng Thạch được rửa sạch, xác người em hóa thành khối đá và trôi dạt khắp nơi. Người ta thấy vật thể kỳ lạ, hiếu kỳ, hò nhau vớt ra. Lạ thay bao nhiêu trai tráng khỏe mạnh đều không khiên nổi bức tượng này. Chỉ đến khi trôi đến địa phận làng địch vĩ, bốn người đàn ông ở đây ra vớt thử, chẳng ngờ tượng nhẹ bẩn. Biết là điềm lành, dân làng địch vĩ đưa bức tượng đặt lên gò đất cao, lập hương án thờ cúng, suy tôn là thần cẩu, mặt tượng quay sang làng hát môn, nhìn về phía tây. Trải qua thời gian, khu vực thờ chó đá được tu tạo, sửa chữa khang trang. Làng tôi vẫn giữ lệ mỗi khi các gia đình có đám tang rước linh cữu qua tượng chó đá phải ngừng thổi kèn đánh trống cách 50 mét. 400 năm nay, người dân hai làng Hát Môn và Địch Vĩ cũng có lời nguyền trai gái hai làng không được phép lấy nhau vì cho rằng con cháu hai làng là có máu mũ, nếu lấy nhau sẽ phát sinh nhiều bất trắc, ông Hùng kể. Được biết, làng Địch Vĩ có gốc tích là làng Chài Vạn Vĩ được lập vào đầu thế kỷ 17. Làng có ba cụ khai sinh lập địa, trong đó có cụ tổ nhà tôi, Lập làng sông 80 năm sau mới xây dựng chùa, 50 năm sau mới xây đình. Quần thể đình chùa Địch Vĩ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là di tích văn hóa lịch sử đã xếp hạng vào năm 1991. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phương Đình cho biết, tục thờ chó đá đã có từ lâu đời, xuất hiện ở nhiều làng quê Việt Nam, không riêng gì ở làng Địch Vĩ. Tục thờ chó được biểu hiện dưới nhiều hình thức, người Việt thường chôn chó đá trước cổng với ý nghĩa cầu phúc trừ tà hoặc đặt chó đá trên bệ thờ tục thờ chó đá ở địa phương tôi cũng tương tự như vậy. Việc trai gái hai làng hắc môn địch vĩ không lấy nhau là có, tuy nhiên vài năm trở lại đây cũng có vài cặp đôi đã kết hôn. Theo ghi nhận của tôi, các cặp vợ chồng vẫn hạnh phúc, sinh con đẻ cái bình thường và khỏe mạnh. Cách làng địch vĩ 2 km còn có một ngôi nhà khác cũng thờ chó đá, đó là làng Trung Hiền, xã Thượng Mổ, Đan Phượng. Ông Phạm Bá Giáp sinh năm 1952, bí thư chi bộ làng Trung Hiền cho biết, đình làng Trung Hiền được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử năm 2004 và có thờ bốn vị thần, hải thần, nhật thực, chàng Úc và thần cẩu, với mong muốn các vị thần phù hộ cho mọi điều tốt đẹp đến với nhân dân. Trong đó, thần cẩu được gọi là quan hoàng thạch, đặt trên bệ thờ ở góc trái của sân đình. Tượng chó tạc bằng đá xanh ở tư thế ngồi, hai chân sau áp sát xuống đất, bệ thờ xây bằng gạch, trác xi măng, giữa đặt một hòn đá tảng chân cột của ngôi đình cũ. Đều đặn mỗi ngày, ông Đỗ Văn Bụng sinh năm 1941, người trong coi đình quyết dọn chính điện và ban thờ tượng chó đá. Ông nói, chúng tôi coi đây là vị thần canh giữ bình yên bảo vệ cho làng. Việc thờ cúng chó đá được truyền từ đời này sang đời khác, chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn như một nét văn hóa. Bí ẩn trung mình chưa thể lý giải về cái giếng bí ẩn ở Hà Tĩnh. Quý vị thân mến, cư dân làng cổ Ấu Sơn nay thuộc xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh, từ bao đời nay vẫn tôn thờ một cái giếng tự nhiên, không phải do con người đào nên. Nằm ngay trước ngôi miếu cổ ở đầu làng, giếng không đáy đền trầm lâm. Những người già nhất trong làng cũng chẳng biết cái giếng này có từ bao giờ, nhưng những câu chuyện huyền bí về giếng thiên thì già trẻ lớn bé hầu như người nào cũng rõ nhấp ngụm nước chè xanh còn ấm nóng. Ông cụ trong coi đền vừa gầy vừa nhỏ, nhưng còn rất nhanh nhẹn hoạt bát bắt đầu kể cho chúng tôi nghe bài tổ của làng mình. Chuyện kể rằng thuở xa xưa, vùng đất này là chốn rừng sâu nước độc, dân cư còn thư thớt hơn cả muôn thú. Một hôm có người đàn ông trong làng vào rừng săn bắn, do mãi đuổi theo con thú bị thương mà lạc giữa rừng già. Mệt mỏi, đói khát, ông ta vừa mò mỏ mẫm giữa đại ngàn, vừa cầu khẩn thần linh phù hộ, thế rồi đột nhiên có vùng đất sáng sủa quang đảng hiện ra trước mắt. Cây cỏ xanh tươi, giữa khung cảnh yên bình ấy là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đang cưỡi trên lưng con trâu trắng thông dông gặm cỏ. Vừa mừng vừa sợ, ông ta vội vàng chạy đến định hỏi thăm đường. Thế nhưng vừa nghe tiếng động, cô gái thẳng thốt kêu lên một tiếng, thì cũng là lúc đất dưới chân con trâu sụp xuống, cả người lẫn vật biến mất. Đến gần mấy hay, chỗ đó đã trở thành một giếng nước sâu thăm thẳm, rộng chừng chục sải tay người thợ săn tuy được một phen kinh hãi nhưng cũng nhờ có giếng nước cầm hơi mà sáng hôm sau tìm được đường về ông đem câu chuyện kỳ lạ kể với các bô lão trong làng mọi người đều cho rằng đó là tiên nữ giáng trần bèn cùng nhau tìm vào chỗ cây giếng để dựng biếu vùng thờ mong được thần tiên phù hộ kể từ khi có miếu nước giếng ngày càng trở nên tinh khiết chim muông rùa cá tụ về rất nhiều cũng từ đó dân làng ấu sơn dường như được trời phù hộ cả người lẫn vật đều ít ốm đau bệnh tật, mùa màng cũng thường thuận lợi, tốt tươi. Cái giếng bí ẩn cũng chưa bao giờ cạn nước. Theo các cụ già trong làng thì vào năm 1953, ở vùng này hạn hán diễn ra rất khốc liệt, ao hồ khe suối đều trơ đáy cả. Ấy vậy mà cái giếng này mặc dù nằm trên đồi cao nhưng mực nước lại không hề suy giảm mãi may trở thành cứu cánh cho cả làng. Lạ hơn nữa là cái giếng dường như không có đáy, hay ít ra là chứ ai có thể đo được độ sâu của nó bao giờ. Ngay kể ngày còn bị phát chiếm, khoảng những năm đầu thế kỷ 20, một ông Tây từng gửi người đến mang theo cuộn dây hàng trăm mét buộc vào hòn đá để đo. Thế nhưng thả hết cả cuộn mà chưa thấy sợi dây trùng, ông ta cũng hoảng, bèn kiếm cớ bỏ đi, còn hẹn lần sau mang thêm dây để đo tiếp. Lại có chuyện là cách đây chừng 3-40 năm, có một giáo viên trong vùng cũng không tin vào chuyện giếng không có đáy, nên dẫn học sinh ra đo. Đo không được, vì giáo viên bực tức nên buông nhiều lời bán bổ thánh thần. Hậu quả mấy hôm sau, người này bỗng nhiên đổ bệnh tâm thần không chữa được. Cũng theo truyền thuyết trong làng, thì xưa kia gia đình nào có lễ lạc cúng đơm mà nghèo khó quá không sắm nổi bắt đũa mâm bàn để bày biện thì ra giếng khấn thế rồi chỉ lát sau một chiếc thuyền chất đầy những vật dụng kia sẽ nổi lên cho mà mượn nhà đó sau khi sử dụng xong phải lau rửa cẩn thận rồi đem ra giếng trả nhưng có một lần nọ người chủ nhà vì lòng tham nên lén đánh tráo mất mấy món đồ rồi mới đem trở lại thế là từ đó cái thuyền không bao giờ xuất hiện nữa gia đình kia cũng lụn bại phải bỏ xứ mà đi kiện kỳ lạ còn chưa hết dân trong làng quả quyết rằng nước giếng đổi màu theo từng mùa trong năm mùa xuân màu xanh mùa hạ phớt hồng mùa thu màu trắng còn mùa đông lại chuyển thành đen điều này quả thực khó kiểm chứng chỉ biết rằng khi chúng tôi đến thăm vào một buổi sáng mùa xuân nước giếng nổi bật lên một màu xanh ngọc rất ấn tượng không những nổi tiếng về diến thần không đáy, bản thân đền Trầm Lâm cũng ẩn chứa nhiều câu chuyện ly kỳ, trong đó nổi bật nhất là chuyện về những báu vật được vua Hàm Nghi ngự ban từ hàng trăm năm trước. Theo đó, năm 1885, vua Hàm Nghi được tôn thất thuyết hộ giá kháng Pháp sau khi phải rời bỏ kinh thành Huế, đã rút về khu vực Hương Khê, Hà Tĩnh, viết hịch Cần Vương, hiệu triệu sĩ phu binh lính, dự định mưu sự lâu dài. Tuy nhiên, quân Pháp biết tin đã nhanh chóng đuổi theo truy bắt, Tối hôm nọ, nhà vua vừa chợp mắt thì bọn thấy một nàng tiên áo xanh hiện lên báo mộng. Bọn bạch quỷ đang đưa quân vây ráp, nhà vua cần định liệu cho mau. Hàm nghi tỉnh giấc lập tức cho mời các trọng thần do bàn bạc. Sáng hôm sau, vua đích thân vào đền lễ tạ sắc phong đức thánh mẫu đền trầm lâm là thượng đẳng tối linh thần. Lại ban cho lễ vật gồm một tấm hoàng bào, hai thanh gươm quý, một đôi tượng voi bằng vàng rồng, một tượng voi bằng đồng, ngoài ra còn có áo mão triều thần cờ, lọng, vân vân. Từ đó, các vật phẩm này trở thành của báu, được cả làng ấu sơn truyền đời đơn niêu gìn giữ. Mỗi năm cả làng lại họp để bầu cho một vị đạo chủ trông coi bảo vật vua ban. Việc chọn người diễn ra hết sức công phu cẩn trọng. Người được chọn phải có đủ bốn điều kiện. Vợ chồng đang thường tại, tức là còn sống. Gia đình nề nếp gia phong, thông thạo lễ nghi và đặc biệt phải có niềm tin kính sau khi dân làng bầu chọn, con phải vào đền làm lễ để xin thánh mẫu chuẩn y. Nếu không được thì người đạo chủ à, phải tiếp tục trông coi chờ đến sang năm mới chọn được người mới. Những bảo vật đó đến tận ngày nay vẫn được các đạo chủ giữ gìn nguyên vẹn, được niêm phong cẩn mật trong két sắt. Mỗi năm chỉ mang ra hai lần làm lễ phơi đồ và lễ một đục tức lao chùi. Khi bàn giao cho đạo chủ mới phải kiểm đếm cẩn thận, và dùng cân tiểu ly cân lại trọng lượng hai con voi vàng. Sở dĩ có chuyện cân đông là bởi đã từng một lần xảy ra thất lạc. Đó là vào năm 1936, đạo chủ Lê Triết có người con trai là Lê Im, nảy lòng tham, đánh tráo voi vàng bằng một con voi giả giống hệt. Người này sau đó đem voi vàng sang Đức Lào để đổi lấy một đàn bò. Thế nhưng trên đường trở về, anh ta bị một con bò nổi điên hút chết ngay tại chỗ kẻ bài mưu cho anh ta tên là Lưu Duyên, lúc đó đang ở nhà thì bỗng phát chứng bệnh thần kinh, đem đứa con nhỏ bỏ vào nồi nước sôi để luộc. Bà vợ đi chợ về, thấy cảnh cha luộc con, khiếp đảm quá mà chết đứng. Những người bên Lào sau khi biết chuyện cũng quá kinh hãi nên đã đem con voi vàng, vẫn còn nguyên vẹn sang xin làm lễ để trả lại cho đền. Từ đó, việc coi sóc bảo quản lại càng được dân làng cẩn trọng. Ngay cả các đạo chủ, cũng như quan chức địa phương nếu muốn mở niêm phong phải vào đền làm lễ xin âm dương thì mới dám mở ra ngày nay lễ rước sắc vẫn được cả làng long trọng tổ chức vào ngày mùng 7 tháng giêng hàng năm để rước các bảo vật từ nhà đạo chủ cũ sang nhà đạo chủ mới vào ngày lễ cả làng đều ăn mặc chỉnh tề kiểu trước di ảnh của vua hàm nghi đi trước tiếp theo là các món bảo vật sắc phong được các cô lão thành kính đội ở trên đầu đoàn trước đi từ đền trần lâm qua thành sân phòng của hàm nghi thuở trước dạo một phòng trong làng rồi mới trở về nhà của đạo chủ mới ấu sơn này chẳng còn là chốn rừng thiên nước độc ngôi đền trầm lâm cũng đã được mang danh di sản cấp quốc gia được đầu tư tu sửa bề thế hơn to đẹp hơn nhưng vô hình chung lại làm bớt đi cái hồn linh thiên bí ẩn thuở xưa Câu chuyện về giếng thần không đáy tuy chẳng còn hấp dẫn đám trẻ con bằng các trò chơi công nghệ nhưng vẫn được người dân nơi đây trân trọng giữ gìn bởi nó chính là lịch sử và văn hóa đáng tự hào mà những người đi mở cõi xa xưa còn để lại. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo